những người ở tỉnh thất Bồng Lai bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng từ các game show trên truyền hình. Sau đó, đệ tử của ông Lê Tùng Vân nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội bằng những kênh YouTube cá nhân. Năm 2017, hai tu sĩ Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên được công chúng tán thưởng vì giọng ca mùi mẫn trong cuộc thi hát bolero. Cũng chính những tu sĩ này đã khoe cơ bắp cuồn cuộn khi biểu diễn thể hình. Tiếp đó, các clip về cuộc sống thường nhật và sinh hoạt của những người ở tỉnh thất Bồng Lai thường xuyên được đăng tải thu hút không nhỏ một lượng lớn người dùng mạng xã hội quan tâm. Tại phiên xét xử ngày 20 tháng 7 năm 2022, tiếp tục phần hỏi cung những tình tiết trong 5 clip vi phạm mà những bị cáo sống tại nơi tự gọi là tỉnh thất Bồng Lai đăng tải trên mạng xã hội, Facebook và YouTube. Đoạn clip ghi cảnh gây rối đòi người, đòi Diễm My tại công an huyện Đức Hòa. Khi được hỏi, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương có lúc phủ nhận, có lúc cho hay, không xác định được ai là người trong tỉnh thất Bồng Lai có mặt trong đoạn clip, không nhớ, không biết, không kiểm soát và nói các đoạn clip trên được chỉnh sửa, cắt ghép. Sau khi trình chiếu clip thông báo kết quả khẩn cấp vụ án 50 người do tài khoản Nam Chú Tiểu, chủ tòa liên tục thẩm vấn các bị cáo theo tình tiết, câu nói trong đoạn clip. Bị cáo Hoàng Nguyên xác nhận người trong clip là mình nhưng không nhớ ai quay đoạn clip. Bị cáo cho rằng mục đích xuất hiện đoạn clip này là để mọi người biết diễn biến vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, các bị cáo lại cho rằng các kênh YouTube trên không do các bị cáo lập ra. Vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, mua gần 2.000m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, ngụ phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về xã Hòa Khánh Tây, sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa là làm từ thiện và tự thành lập tỉnh thất Bồng Lai. Sau này đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2015, cơ sở tỉnh thất Bồng Lai có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Dù vậy, tỉnh thất Bồng Lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài. Ông Đê, tên nhân vật viết tắt, một người dân ở gần tỉnh thất Bồng Lai cho biết, địa điểm này bỗng dưng nổi danh vào khoảng năm 2016-2017 sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt ở đó có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Tiếp sau đó, hai người xưng là nhà sư đang sinh sống tại đây, xưng là người tu hành đi thi hát bolero. Cứ thế một loạt các sự kiện những trẻ em đang sinh sống tại đây đi thi thách thức danh hài và đạt giải cao. Ngoài ra, một nhóm người tìm đến tỉnh thất Bồng Lai tìm con gái và xảy ra xô xát gây thương tích, dẫn đến tố cáo khiếu kiện ra tòa án. Sau đó là hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, những người ở tỉnh thất Bồng Lai cũng nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương. Nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa trục lợi. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo khác gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên án 3 năm tù. Cũng trong tháng 12 năm 2022, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi gặp gỡ giữa nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí, con trai nghệ sĩ Lệ Thủy, với một số cơ quan báo chí liên quan đến việc một số kênh YouTube phát clip mạo danh nữ nghệ sĩ ca ngợi liên quan đến thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ ở tỉnh Long An. Nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ, bà phát hiện kênh YouTube đăng tải clip bài hát giả giọng và mạo danh với tiêu đề nhắc đến tên mình hát ca ngợi Thiền Am bên bờ vũ trụ từ người quen và người hâm mộ thông tin. Nữ nghệ sĩ bất ngờ trước thông tin này và sau đó liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của người quen hỏi về vụ việc, khiến bà buồn, suy nghĩ nhiều và muốn phát bệnh. Trong khi đó, nghệ sĩ Lệ Thủy không dùng mạng xã hội. Bà kể trước đây cũng có nhiều người lập fanpage lấy tên và hình đại diện của bà để tiếp cận người hâm mộ. Nữ nghệ sĩ cho biết đã phát hiện được 7 kênh YouTube đăng tải clip nói trên. Ban đầu các kênh đăng để tiêu đề có tên nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nhưng sau khi fanpage của Lệ Thủy đăng thông tin về vụ việc, các kênh này đổi thành
Lê Thủy hoặc nghệ sĩ cải lương. Nghệ sĩ Lê Thủy khẳng định bà không hát ca ngợi ai hết. Ông Nguyễn Tấn Cang, thanh tra viên Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của nghệ sĩ Lê Thủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo rà soát các đường dẫn đăng clip mạo danh nghệ sĩ Lê Thủy, thì có 2 trong số 5 đường dẫn đã gỡ clip. Ngày 9 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, liên quan đến luật sư Đào Kim Lân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát hiện một số cá nhân, trong đó có ông Đào Kim Lân, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip, những hình ảnh, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2023, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư TQG, tên viết tắt, vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự. Thời hạn tạm đình chỉ là 24 tháng. Cụ thể, trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ông giờ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với ông Lê Thanh Nhị Nguyên là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, luật sư này lại tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với bà Châu Vinh Hóa là bị cáo trong cùng vụ án trên. Hành vi của luật sư giờ đã vi phạm điểm A khoảng 1 điều 9 của luật luật sư, quy tắc 15.1, quy tắc 15.3.3 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019. Quy tắc 15.1 quy định xung đột về lợi ích là trường hợp do ảnh hưởng từ quyền lợi của luật sư, nghĩa vụ của luật sư đối với khách hàng hiện tại, khách hàng cũ, bên thứ ba dẫn đến tình huống luật sư bị hạn chế hoặc có khả năng bị hạn chế trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng. Luật sư không nhận hoặc thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp có xung đột về lợi ích, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật hoặc theo quy tắc này. Quy tắc 15.3.3 cũng nêu rõ, luật sư phải từ chối tiếp nhận vụ việc hoặc từ chối tiếp nhận thực hiện vụ việc khi trong vụ việc đó, khách hàng mới có quyền đối lập với khách hàng cũ trong cùng một vụ việc hoặc vụ việc khác có liên quan trực tiếp mà trước đó luật sư đã thực hiện cho khách hàng cũ.